Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel YouTube của Nguyễn Công PC. Mình là Trung, editor chính của kênh. Và chắc là anh em đang thắc mắc rằng tại sao mình lại ngồi đây đúng không? Thì vì một vài lý do về sức khỏe nên là Phúc với Vĩ sẽ không thể lên video được. Và con hàng của mình đang ngay trên bàn đây lại cực kỳ là hot. Cho nên là mình sẽ phải làm ngay và luôn một cái video trên tay đánh giá cho anh em xem. Và cụ thể là nó hot đến mức độ nào ấy, thì cùng đến với intro rồi đã nhá. Ok, mình đã quay trở lại ở đây. Anh em có thể thấy thì năm nay là một năm cực kỳ bùng nổ của Intel khi mà họ cho ra mắt một cái dòng CPU mới Alder Lake cực kỳ là mạnh mẽ trên desktop và bây giờ ở trên laptop cũng vậy. Trên bàn của mình đây đang là một cái laptop chạy CPU mới Alder Lake của Intel, cụ thể là Aorus 17XE4. Đầu tiên mình sẽ lướt qua luôn về mặt cấu hình của chiếc laptop này đã. Em nói sử dụng CPU Intel Core 7 12700H 14x20 luồng. Cao đoạn đang sử dụng là RTX 3070T. Màn hình 17,3 inch Full HD IPS 360Hz. RAM 16GB. Tất nhiên là dual channel DDR4 bus 3200. SSD sử dụng chuẩn PCIe 4.0 mới nhất. Nói chi tiết hơn về con CPU ở trên chiếc laptop này thì nó khiến mình thực sự là bất ngờ khi mà mình chấm điểm Cerebell R23. Nó vượt trội hết so với các đối thủ khác ở trong tầm giá, khi mà TDP của nó lúc đầu sẽ boost được lên là 105W và sau đấy giảm xuống ở mức giữ ở mức ổn định là 45W. Và đây sẽ là một cái lợi thế khi mà cái đơn nhân cũng như là đa nhân đều mạnh mẽ, nó sẽ đáp ứng được gần như là toàn bộ các nhu cầu từ chơi game cho đến làm việc. Và một điều tuyệt vời nữa khi mà nói đến Alder Lake ấy, là nó đã support RAM DDR5. Và như anh em đã biết ấy, thì RAM DDR5 sẽ mang lại cho anh em một cái tốc độ cũng như là hiệu năng vượt trội. Đã test ở trên desktop rồi và bây giờ con laptop này hỗ trợ RAM DDR5. Tuy nhiên là chắc là mình nghĩ là để giảm cái giá thành cũng như là chi phí sản xuất, chi phí bán ra thì Aorus Gigabyte đã chỉ trang bị cho chiếc laptop này RAM DDR4 mà thôi. 16GB RAM bus 3200 quá là đủ rồi, nhưng nếu như mà cần một cái hiệu năng cao hơn nữa thì hoàn toàn nó support RAM DDR5, hoàn toàn có thể mua gắn vào thay thế 16GB RAM có sẵn ở trên chiếc laptop này. Tiếp theo, cái thành phần không thể thiếu mà khi mọi người nhắc đến một chiếc laptop gaming đấy chính là card đồ họa, đúng không nào? Thì nó đang sở hữu RTX 3070T. Đây thực sự ấy là một con quái vật chứ không phải là một chiếc card đồ họa bình thường đấy anh em ạ. Với 8GB RAM GDDR6, anh em có thể hoàn toàn chiến tất cả các tựa game từ nặng cho đến nhẹ. Nó có hỗ trợ support cả ray tracing nữa, thì những cái tựa game đã hỗ trợ rồi hoàn toàn có thể chơi một cách mượt mà hơn. Và không chỉ như vậy thì làm việc cũng cực kỳ là ngon nữa. Mình, công việc chính của mình đang là editor ấy. Mình render trên Premiere, sử dụng những cái hiệu ứng ở trong After Effects. Mọi thứ đều rất chi là trơn tru, rất chi là mượt mà. Cộng thêm nữa, nó đang đi đôi với một con CPU cũng rất mạnh, i7-12700H. Một combo quá là hoàn hảo cho vừa làm việc vừa chơi game. Nhưng mà chiếc laptop này sử dụng một cái màn hình tần số quét là 360Hz. Anh em đang nghĩ là liệu có thể tận dụng được hết 360Hz hay không? Nhìn lại cái cấu hình đi. i7 cộng với RTX 3070T. Một cái cấu hình rất chi là khủng, mình đã thử bắn CSGO ở trên chiếc laptop này rồi. Và nó được hơn 300 FPS. Thì chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng được cái màn hình 360Hz này. Thêm một điều nữa mà khi nhắc đến cấu hình ở trên desktop cũng như là laptop ít người để ý, đây chính là SSD. Và cái con Aorus 17XE4 này nó hỗ trợ SSD chuẩn PCIe 4.0 mới nhất, có tốc độ cực kỳ là cao, lên tới tận là 7GB trên giây. Có thể là đối với anh em game thủ không quá quan tâm, chỉ là cái việc load game nó nhanh hơn hay là chậm hơn. Còn đối với mình như là một editor, mình làm việc với những suộc video mấy chục GB thì cái việc mà mình xử lý cóp qua dữ liệu qua lại hay là lúc mình tua nhanh video thì một cái ổ cứng có tốc độ cao như này sẽ phục vụ được nhu cầu của mình rất chi là tốt. Nãy giờ thì mình đã nói cái sức mạnh, cái cấu hình trong chiếc laptop quái vật này rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ lại đi ra ngoài về mặt ngoại hình. Thì chắc là mình sẽ để cho anh em xem B-roll và xem mình đang để ở trên bàn đây cho mọi người từ đánh giá, từ cảm nhận. Bởi vì đẹp hay xấu cũng tùy vào cái gu thẩm mỹ của mỗi người mà thôi. Còn đối với mình, nó ở mức ổn, nó không quá hồng hố và cũng không quá hiền đối với một chiếc laptop gaming. Điểm nhấn về mặt ngoại hình ở đây theo mình ấy là logo chim phát sáng phía trên nắp máy rồi thôi.
Còn những gì ngoại hình thì mình sẽ để anh em tự đánh giá nhé. Đối với mình chỉ là ổn vậy thôi. Tiếp theo về màn hình ấy thì nó đang sử dụng một cái màn hình có kích thước là 17,3 inch Full HD IPS 360Hz. Như vừa nãy mình đã có nói rồi ấy thì 360Hz nó cũng không phải là cái gì quá là thừa thãi trên một chiếc laptop quái vật như này đâu. Và với tần số quét là 360Hz ấy thì đây là một trong những con laptop có tần số quét cao nhất mà mình từng biết đến. Vậy thì một chiếc màn hình khủng như này dành cho gaming làm việc có được hay không? Thì mình đã có thử đo qua. Nó đạt 100% sRGB và những cái giải màu khác cũng rất là cao. Mình là một editor và tất nhiên là mình sẽ chú tâm đến cái đủ màu. Và đặc biệt nhất là độ sai lệch màu delta E của nó chỉ xấp xỉ bằng 1 mà thôi. Cho nên không chỉ là gaming mà làm đồ họa, những anh em nào có nhu cầu về chỉnh màu hay đơn giản là một editor như mình, dùng 360Hz để edit nó cũng phê ra phết anh em ạ. Độ sáng của cái màn hình ấy là 350 nit, ở mức cơ bản đủ dùng, cũng không có gì. Chắc là chả anh em nào dại gì mà vác chiếc laptop này đi ra ngoài làm việc đâu đúng không? Để ở nhà luôn luôn là cắm sạc, chiến game, edit video hay là làm cái gì đấy liên quan đến đồ họa. Tiếp theo về cổng kết nối ấy thì nó có đầy đủ từ LAN, HDMI, DisplayPort, hai cổng USB to và đặc biệt nhất là một cổng Thunderbolt 4. Với cái cổng Thunderbolt 4 này ấy, cho phép anh em crop, truy xuất dữ liệu và xuất hình ảnh, xuất ra màn. Tốc độ không phải nói nữa. Thunderbolt 4 bây giờ là một cái chuẩn nhanh nhất hiện tại bây giờ. Nhưng em nào có nhu cầu chơi game, xuất ra màn hình 4K thoải mái, 8K thoải mái. Nhưng em nào có nhu cầu làm việc, crop file, chuyển dữ liệu cũng rất chi là nhanh. Đôi khi mà nhắc đến kết nối ấy, thì chiếc laptop này đang sử dụng wifi chuẩn 6E anh em ạ. Nó cho phép mình upload, download tốc độ nhanh hơn, ổn định hơn. Và cái router ở studio này cũng là wifi chuẩn sẵn nữa. Mọi thứ thao tác ở trên mạng cực kỳ là mượt mà đối với cá nhân mình. Chắc là mình sẽ phải đầu tư một cái máy nào đấy có wifi chuẩn 6 hoặc là chiếc laptop này. Chơi game cực kỳ là mượt anh em. Gánh cho mình một cái cầu kính khủng long như vậy thì chắc chắn là nhiệt độ của chiếc laptop này không thể thấp được rồi. Khi mà mình stress test, nó sẽ rơi vào khoảng 90 độ cả CPU cả GPU. Nhưng mà nếu mà mình bật turbo fan lên, nó chỉ xuống là 70 độ thôi anh em, hơn 70 độ. Chứng tỏ là cái hệ thống tản nhiệt, hệ thống làm mát ở trên chiếc laptop này hoạt động cực kỳ là tốt. Mình phải nhắc lại là nó đang sử dụng i7-12700H và RTX 3070T, một cái cấu hình rất là khủng. Cho nên là cái mức nhiệt độ 90 độ khi mà mình chơi bật turbo fan lên ấy, nó vẫn là ở mức ổn, ở mức chấp nhận được. Những chiếc laptop khác thậm chí sử dụng cái cấu hình yếu hơn nhưng mà nhiệt độ của nó gần tới 100 độ, 9 mấy độ vẫn là chuyện bình thường đúng không? Và 70 độ khi turbo fan là một mức nhiệt độ quá là ổn. Và tất nhiên là nếu mà anh em bật turbo fan lên ấy, thì nó ổn là chắc chắn rồi, đánh đổi thôi. Nếu như anh em muốn mát thì bật turbo fan, kiểu những lúc mà mình render hay là mình chơi game nặng thì bật turbo fan cũng được. Tiện nhắc đến cái cấu hình khủng long ấy thì thời lượng pin trên chiếc laptop này chắc chắn sẽ không phải là một cái điểm sáng. Mà bởi vì là nó sử dụng CPU và GPU quá là mạnh như vậy thì mình đã có thử bật tiết kiệm pin rồi tắt những cái tác không cần thiết, mình chỉ sử dụng lướt văn bản, gõ content, lướt YouTube thì nó cũng gọi là mức ổn. Mình sử dụng được khoảng gần 4 tiếng. Còn nếu như mà anh em muốn chơi game thì chắc chắn là mình khuyên là nên cắm sạc vào rồi, chứ chả ai dạy gì mà chơi game trên một chiếc laptop của mình mà để pin như vậy, nó ngốn pin thì chỉ có chết thôi. Tổng kết lại video ấy thì thực sự là mình chưa có quá nhiều cơ hội để test những cái laptop khác chạy CPU thế hệ thứ 12 của Intel và sẽ không thể rút ra được kết luận là cái laptop này đã tận dụng được hết sức mạnh của con 12700H này chưa. Tuy nhiên với những gì mà mình đã trải nghiệm, 12700H cộng với RTX 3070 Ti nó thực sự là một con quái vật đáp ứng đủ nhu cầu chơi game từ nhẹ cho đến nặng nhất có mặt ở trên thị trường. Và nhu cầu editor như mình làm việc render video cũng cực kỳ là nhanh. Ý kiến của anh em như nào ấy thì đừng quên comment ở xuống ở dưới video cho mọi người được biết nha. Mình là Trung, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.